kia là tốt lắm rồi. Có lý tưởng, quá lý tưởng. To được. Lấy đấu ra mà to nó không thể to được bằng cái này được. Nó có toàn 40 mấy phân với để 50 mấy phân mở chúng mình vẽ ra. Cái này là cái gì đây? Gì của nó đây? Chân nó như cái chân, gì? Chân. Không, đây này, nó to đấy. Chân cái đùi. Bóng. Vâng, đây là chân đùi đó. Không phải thì nhông nó nhỏ. Nhông nó bằng con chân cái là to nhất. Bằng món con nào được mình nặng là to nhất rồi. Rồi chắc giả mấy nhỉ? Ra rồi. Khoan hẳn một lỗ buộc. Ăn một phát đảm bảo anh nuôi được đâu rồi, không chịu nhất tỉnh nhiều nha.
tầm mà mình cho xây thì nó uống cho tỉnh thì mất tiền uống rượu để xây. Ta mất tiền uống để cho xây rượu rồi mình mà uống cho tỉnh thì tác dụng gì, nên uống rượu làm gì? Bị được đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hả? Có tàu 100 không? Ra ngoài kia chú.